ngoài có thể. Với công nghệ làm đẹp nó sẽ lành bình thường, nhưng có một vết sẹo đi với các bạn trọn đời được mang tên sai nghề. Nhiều người sống tới cuối đời chẳng hạnh phúc. Và anh hỏi thật một câu, ba mẹ các em có vất vả không? Và nói vui với các bạn một câu đừng giận nha. Ba mẹ các em rất là giỏi, nhưng ở đâu đó do nhiều yếu tố, ba mẹ các em có thể không có điều kiện đi học, hồi xưa vất vả. Hoặc có thể ba mẹ các em đến thời điểm này làm cái nghề mà ba mẹ các em chưa giỏi. Đố các em tìm được cái người nào giỏi nghề mà sống trong nghèo khó, xin phép, không có. Các em cứ tìm đi. Và vết sẹo muốn nói với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay được mang tên nghề nghiệp. Các em vô tư lắm, lên lớp 10 học. Nếu lên lớp 10 học thì đứng đây làm cái gì? Tự mình lên mà học. Anh em muốn nói các em đi thứ hai được mang tên nghề nghiệp. Các bạn học cho cố vô học thật giỏi, anh nói vui với bạn doanh nghiệp, nó chả quan tâm đến cái thời cấp 2, cấp 3 của các bạn đâu. Nói câu thành ra cái giận, học giỏi chưa chắc thành công đâu mấy đứa học giỏi. Tỉnh lại đi. Thằng em chứ mấy đứa học giỏi mà chậm á. Nhưng các em phải học giỏi. Vì đơn giản, một, cái đó là cái cách báo hiếu cho ba mẹ. Hai, các em có cái sau này để các em tạo điều kiện vào những môi trường cao hơn, tốt hơn. Và thứ ba, các em có cái để kể lại cho con cháu của mình. Tại sao rất sợ thầy hôm nay quay phim? Vì hôm nay chúng ta chưa đẹp. Đứa đội mũ, đứa không đội mũ. Đứa áo khoác, đứa không áo khoác. Đứa khăn hoàng lạc lạc, đứa ngồi dưới đất, đứa ngồi ghế. Anh sợ nhất là chúng ta chưa đẹp. Và nhắc lại với các bạn câu chuyện được mang tên là cái sẹo về nghề nghiệp á. Học giỏi chưa chắc thành công, nhưng chọn đúng nghề các em sẽ thành công. Anh có 5 cái bằng nè, có muốn bằng không, anh cho vài cái để mà xài. Cử nhân tâm lý học, cử nhân giáo dục học, cử nhân quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ tài chính nước ngoài, tiến sĩ kinh tế nước ngoài. Khỏi vỗ tay, má nói anh giỏi nhất Việt Nam, anh tin má anh. Nhưng đến thời điểm này cái nghề này có cần cái bằng không? Ok, đâu đó người ta vẫn giới thiệu là tiến sĩ, ok. Nhưng anh rất nhục khi đơn giản anh xài cái nghề này không cần cái bằng tiến sĩ. Các em ạ, người ta gọi là diễn giả gì đó anh không quan tâm. Nhưng anh hiểu một việc, cái bằng của anh không có giá trị nhiều với cái nghề của anh. Có hay không là quyền anh bình. Các em có thể lên cái bài đăng anh vừa mới chụp với một bạn nữ sinh ở trường Tân An Hòa. Hình như nãy giờ chưa khách 4 tiếng mà nó đã chạm cột mốc gần 9.000 like. Không có gì đâu các em, má anh nói anh giỏi nhất Việt Nam. Bạn muốn nói với các bạn là gì không? Người ta yêu thương anh Bình là Quỳnh Anh Bình chứ không phải là tiến sĩ Quỳnh Anh Bình. Và anh nhắc lại một lần nữa, nếu nói bằng ra nói chuyện, có thể Việt Nam anh nằm trong top những người có nhiều bằng. Ok. Nhưng đâu đó anh muốn nói bạn là cái nghề anh chọn đúng nghề, cái nghề nó không phải nhờ cái bằng tiến sĩ mà cái nghề đó là gì? À, một cái nghề diễn giả không cần bằng, chỉ cần bạn có cái gì đóng góp cho xã hội tin, xã hội yêu bạn, đó là diễn giả trong lòng của họ. Bạn muốn nói bạn là gì? Vết sẹo được mang tên nghề nghiệp, nó sẽ đi với bạn trọn đời. Vì sao? Nó sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Và muốn nói với các bạn lớp 9 bớt ngây thơ lại. Và hôm nay 1, hạnh phúc, 2, vết sẹo về nghề nghiệp, 3, anh muốn nói điều thứ ba, đó là 4 chữ tình, đem nó về chữ tình thứ nhất. Hãy trân trọng cái tình bạn thời cấp 2 và cấp 3, đó là tình bạn đẹp nhất. Hãy trân trọng cái đứa ngồi kế bên các bạn, nó rất tuyệt vời. Nếu nói tình bạn, anh muốn nói với các bạn một câu, nếu nói tình bạn thì nhìn vào tình bạn của Doraemon và Nobita mà làm bạn. Cái kết của Doraemon và Nobita là gì, ai biết? Chính xác, chưa có cái kết. Vì sao? Chàng trai rất là thông minh. Vì đơn giản, cái người làm ra cái bộ truyện Nobita và Doraemon đã rồi, đã qua đời rồi. Nhưng trên mạng vẫn lan truyền những cái kết rất là đẹp. Họ xây dựng nhiều cái kết câu chuyện tình bạn của Doraemon và Nobita. Nobita là một thằng dở hơi, nhưng Doraemon không bao giờ bỏ bạn. Chân thành nằm chỗ đó, tối nay về nhà nằm gác chân lên trán suy nghĩ. Trán thằng bạn. Tự vấn lương tâm, một, mình đã chân thành với bạn mình chưa? Hay là mình gọi là bạn mà mình chưa chân thành? Nhiều người gọi nhau là bạn trên bàn nhậu. Ok, ta với mày bạn, sao bàn nhậu nói xấu nhau, người Việt Nam nhiều thằng như vậy. Người Việt Nam rất tốt nói xấu nhau, anh chả hiểu vì sao. Khoa học chưa nghiên cứu được. Và tiếp tục câu chuyện được mang tên là nhìn thẳng vô mặt thằng bạn hỏi một câu, ê, mày chân thành với tao chưa? Ok. Và hứa với anh Bình, làm bạn một cái gốc của vấn đề là bạn chân thành sẽ làm bạn, một đèo có tay chân thành khi làm bạn. Hứa với nhau của đó.
Điều thứ hai, ngay thời điểm này đừng nói dối với mình nữa. Tuổi này mà chưa yêu gì, tình thứ nhất tình bạn, tình thứ hai là tình yêu đây gái. Để đâu, em ở đâu, giơ tay. Để dữ vậy. Vì đơn giản, rất lâu rồi không có ai gọi cho cô gái. Vì tai nạn giao thông, ba mẹ cùng mất một lúc. Cái bữa cơm gia đình rất quan trọng. Nhiều đứa bắt đầu lớn rồi, các em không nhận thấy à? Càng ngày các em càng xa ba mẹ. Anh nhắc lại các bạn một câu rất rõ, càng ngày các em càng xa ba mẹ. Mẫu giáo, sáng đưa chiều đón. Cấp 1, có thể đưa đón. Cấp 2, nhiều bạn tự đi. Cấp 3, tự chủ động. Nếu các em chọn lên đại học cao đẳng, các em sẽ xa nữa. Và không khéo bữa cơm gia đình hôm qua, chuyển qua các em ăn cơm với ba mẹ đó, hoặc trưa nay, đó có thể là bữa cơm cuối cùng. Anh nhắc lại, trên đời không có cái gì biết được. Anh kêu gọi các bạn trân trọng ba mẹ. Nhiều đứa bỏ quên chữ hiếu, và nhiều đứa bước ra đường mà vẫn quán trách ba mẹ vì đơn giản ba mẹ cho nó ít tiền. Nhiều đứa bỏ quên cái nỗi vất vả của ba mẹ nó. Và đến một lúc nào đó các em sẽ trả giá bằng cách các em ôm cái quan tài của ba mẹ nó một câu: mẹ ơi, ba ơi, cho con xin lỗi. Xin lỗi các bạn, đến lúc đó ba mẹ không có nghe nữa. Và hứa với mình, con là phải hiếu, và hiếu để làm con. Một tràng pháo tay thống nhất với nhau, hiếu để làm con. Và chú tình thứ tư, ngoài tình bạn, ngoài tình yêu trai gái, ngoài tình yêu ba mẹ, anh chỉ lên phòng sân khấu, đó là tình yêu nghề nghiệp. Và muốn nhắc với các bạn ngay thời điểm này, trong tất cả những chữ tình kia, có chắc là chữ tình nào nó sẽ đi với các bạn trọn đời không? Kéo lại nhưng mà cái bị trước cái tay nè. Chị hai kéo cái tay chứ không phải là kéo cái áo. Kéo cái tay áo á, ok. Kéo cái tay áo chứ không phải là nè.
nóng quá chịu mở nước lại. Đồng viên nhau đang có tay được không? Cặp giùm anh nha. Hứa anh sẽ tặng quà cho em, món quà tinh thần. Tí anh sẽ trở thành viên với em, ok ha? Anh thích những dáng người phụ nữ mà nó ngồi hàng đầu với em á, anh quý, quý những người phụ nữ đương đầu, anh thích lắm. Thế thì anh muốn nói bạn là gì ạ? À, chưa chắc thằng bạn thân mến bạn đoạn đời đâu, tỉnh lại đi. Ngồi xuống rồi. Cẩn thận với thằng bạn đang ngồi kế bên, anh nói trước. Vì sao? Xin lỗi các bạn, nếu thằng bạn của bạn bạn tốt, bạn sẽ tốt lên, còn thằng bạn của bạn tồi, nó sẽ kéo cuộc đời các bạn xuống dưới hoặc có thể là tù tội. Anh đã từng thấy những người bạn như vậy rồi. Và hứa với nhau, cẩn thận với thằng bạn. Xin lỗi, tất cả thói hư tật xấu của bạn ngay thời điểm này đều do hai cái, một xã hội, hai thằng bạn. Bạn đâu có chạy xe nạt bô đâu. Nhưng thằng bạn của bạn nó chạy xe một bánh. Ok. Bạn đâu có game online đâu. Nhưng thằng bạn của bạn nó hít sọt. Và bây giờ bạn 10 chai đối xùi một em. Ok. Đúng à? Bạn đâu có hút thuốc đâu. Nhưng thằng bạn của bạn nó hút thuốc. Bạn đâu có văn tục chửi thề đâu. Nhưng thằng bạn của bạn nó đờ mờ. Ok. Và một việc nhỏ nhất thôi. Tay phải vô thẳng thẳng tay phải. Dồn cảm xúc cho thằng bạn. Nói nó một câu và vỗ vai nó. Chúc bạn thành công. Bắt đầu. Bạn không đi với bạn trọn đời. Nếu các bạn là bạn á, và chủ tình thứ tư anh nói bạn, nếu các bạn đúng nghề, các bạn giỏi nghề, các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ giàu có, các bạn sẽ thành công, bạn sẽ lo được cho thằng bạn của bạn khi thằng bạn của bạn gì? Dạ, nó khó khăn. Hơn nhau là lúc khó khăn còn lo cho nhau các bạn. Nhìn vào Cristiano Ronaldo á, tình bạn đó là tình bạn cực kỳ tuyệt vời. Cristiano Ronaldo bước cho câu lạc bộ, hai thằng đá bóng, hai thằng bạn thân đá bóng giỏi, câu lạc bộ chỉ kiếm một thằng thôi. Và thằng bạn thân Ronaldo nói câu là tao nhường cái suất đó cho mày. Và từ cái việc nhường cái suất đó cho mày, Ronaldo đã trở thành siêu sao và anh ta rất giàu có. Và nói vui với các bạn một câu chuyện như thế này. Đó là gì ạ? Ronaldo giàu có, nhưng đến thời điểm này Ronaldo không bao giờ bỏ bạn. Một, nhìn cho kỹ, 16 năm nay những trận chung kết siêu kinh điển cấp câu lạc bộ và cấp quốc gia đều có thằng bạn thân ngồi khu VIP với mẹ và vợ của Ronaldo. Các bạn không để ý. Nhìn cho kỹ trên những chiếc siêu du thuyền sau mỗi mùa giải, lúc nào cũng có thằng bạn thân của Ronaldo ngồi kế bên Ronaldo để cùng thụ hưởng. Và nhìn cho kỹ tất cả cơ ngơi làm ăn của Ronaldo, Ronaldo đều giao cho bạn quản lý, vì đơn giản là hai đứa rất thân với nhau. Nhớ, nếu đúng nghề giỏi nghề, bạn sẽ lo được cho bạn của bạn. Hai, nếu đúng nghề giỏi nghề, bạn sẽ lo được cho người các bạn yêu thương lấy làm chồng, lấy làm vợ. Anh có một câu rất mắc nết, người ta không thích anh, nhưng anh vẫn nói thẳng. Tại những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, lương 5 triệu đừng yêu ai. Anh vẫn nói như vậy, nói thẳng với nhau như vậy, giận thì cứ giận. Nói ra sẽ đụng chạm nhiều người làm nhà nước lương thấp. Không, anh đâu nói nhiều người nhà nước, anh nói những người làm bên ngoài. Và chia sẻ bạn là gì à? Lương 5 triệu, xin lỗi bạn, lo cho bạn còn không xong. Lương 5 triệu đừng cưới ai, vì đơn giản hai vợ chồng sẽ cực kỳ khổ. Và lương 5 triệu đừng sinh con, vì bạn sẽ làm khổ con của bạn. Nói ra thì thành giận, nhưng ở những thành phố lớn lên đó mà trải nghiệm. Đừng tin Quỳnh Anh Bình, đó là góc nhìn của Quỳnh Anh Bình. Các bạn có được quyền không tin, chửi thì cứ chửi. Lên đi rồi sẽ thấy. Và anh đã từng thấy những cặp vợ chồng nghèo khổ, họ ly dị nhau cũng vì tiền bạc. Anh đã từng thấy chứng kiến đứa con bị bệnh và hai vợ chồng không có tiền chữa bệnh, người cha người mẹ phải bán máu để mua thuốc cho con. Và anh đã từng thấy có những cặp vợ chồng họ khổ đến mức là vợ chồng chạy xe máy ra đường chở theo vợ, và tai nạn xảy ra một cái đùng, vợ đang có bầu rất lớn và té lăn đùng dưới đường. Anh đã từng thấy. Và anh nhắc lại bạn, với chữ tình thứ tư, bạn đúng nghề, bạn giỏi nghề, bạn thành công, bạn giàu có, ngoài bạn, ngoài vợ, bạn sẽ lo cho ba mẹ bạn rất tốt. Đừng có quên ba mẹ các bạn đang già đi. Đừng có quên ngôi nhà nó phải được sửa lại. Đừng có quên bữa cơm gia đình các bạn phải thay đổi. Và nhiều người để ba mẹ sống trong nghèo khó. Anh Bình làm được gì rồi? Anh Bình giả nói thẳng nè. Anh
anh chăm sóc ba mẹ anh rất tốt, ai cũng biết, tại Đồng Xoài ai cũng biết, đó là thành phố. Anh nè, mua tặng ba mẹ hai căn nhà nè. Và nhắc lại với các bạn, cái chữ hiếu rất là cao. Và chia sẻ bạn nha, anh nhắc lại, anh rất chỉnh chu. Anh sợ đến mức cái kiểu là anh phải mua xe hơi trước khi lấy lập gia đình. Bởi vì anh rất sợ vợ anh có thai lớn mà phải chạy xe máy. Anh rất kỹ cái chỗ đó. Vì anh hiểu sống với tồn tại khác nhau. Các anh chưa hiểu cuộc sống đâu. Cuộc sống nhiều người rất thành công và giàu có, họ rất là giỏi cái nghề đó. Chỉ cần hai cú điện thoại thôi, họ bỏ vào tài khoản họ 10 tỷ, anh chứng kiến 10 tỷ. Anh không đến đây để nổ với các em. Và nhắc lại, có những bữa tiệc ăn nhậu anh đã từng được dự, người ta mời, anh có tiền mời người ta đâu. Và cái bill họ trả ra gần 200 triệu. Các em không hình dung được cái đó đâu. Những cái đồng hồ Rolex 50 ngàn đô họ lột nhau, họ tặng trên bàn nhậu. Những cái điện thoại vừa tu, những cái iPhone này trả là gì với những người thành công đâu, họ không có xài. Và xin lỗi, 300-400 triệu họ lột, họ cầm điện thoại và họ tặng nhau, họ mua, họ tặng nhau rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Có những chai rượu anh đứng kế bên, anh không dám đụng tới vì anh sợ nó đổ. Nó 800 triệu. Và họ vẫn rót, họ mời nhau. Nếu các em chấp nhận cuộc sống nghèo khó, ok, các em cứ sống bình thường, không có gì với anh, đâu ảnh hưởng tới anh đâu. Ok. Còn nếu các em muốn thay đổi nó, thì chính bản thân các em sẽ thay đổi. Các em sẽ thay đổi qua góc nhìn của ngày hôm nay, đó là hạnh phúc, đó là vết sẹo. Các em sẽ thay đổi qua góc nhìn, đó là gì? Chữ tình thứ tư, nó sẽ quyết định tất cả những chữ tình còn lại. Và một tràng pháo tay đem bốn chữ tình mang về, hứa với nhau một đoạn. Nhiều người chọn sai nghề lắm các em. Anh kể cho các bạn nghe nè. Những người chọn sai nghề, dạ, 237.000 thạc sĩ cử nhân đang thất nghiệp ngoài đường á. Vì sao họ sai nghề, họ sao họ thất nghiệp các bạn? Anh nói các bạn cái món quà thứ tư anh trao gửi các bạn: tỉnh táo và thay đổi lớp 8 và lớp 9, bớt hồn nhiên lại. Ngon lắm. Anh thích em lắm. Lọt nón đưa cho bạn ngồi kế bên. Anh thích em lắm. Đấy mới là những bình định đó. Nào ha. Ôi, cái dáng ngon ha. Dễ tính ổn ha. Lọt đưa cho bạn nữ kế bên ha. Ôi, chưa bao giờ thấy hình ảnh nào nó đẹp như vậy hết. Ước gì quay lại cái tuổi này ha. Ngồi kế bên nhau luôn kìa. Rồi. Ngồi sát luôn. Rồi, rồi. Hai đứa mang dép giống nhau luôn. Trời ơi. Dễ thương quá trời ha. Đó là vậy, mấy đứa tự nhiên lọt nó trao nhau. Cái đầu là xùi mép mà. Thế đó nó làm. Cuộc sống đó vậy. Gẹo với các bạn một câu là gì? Tỉnh táo lại, bốn lựa chọn coi cuộc đời các bạn. Một, đủ tâm tầm tài đức thì làm cho nhà nước. Nhưng anh cảnh tỉnh các bạn, làm cho nhà nước là làm thuê, làm thuê cho nhà nước hết. Hiểu cho nó rộng ra. Hai, làm cho nhà nước, câu chuyện được quan tâm là gì? 2021 không còn viên chức trọn đời nữa. Đừng có yếu đuối vào nhà nước để nhà nước lo cho tương lai của mình, lo cho cuộc đời của mình, kỳ vậy. Làm cho nhà nước là bốn chữ: tâm tầm tài đức và cống hiến cho nhân dân. Làm cho nhà nước chắc an lương sẽ thấp. Một, hướng đi thứ nhất nhà nước. Còn đứa nào có suy nghĩ tiêu cực vào nhà nước để làm cái gì đó để trục lợi gì đó, xin lỗi các bạn chết không có nhắm mắt đâu. Đừng cầm những đồng tiền của nhân dân, đó là xương máu của người ta đó. Điều thứ hai, hướng đi thứ hai ngoài nhà nước: Việt Nam không thiếu những tập đoàn lớn. Người anh của anh, người bạn của anh thôi. Tại gọi là anh thôi, anh quý gọi anh thôi chứ bằng tuổi. Anh ta lương một tháng 80 triệu bình thường. Và tới Tết năm nào cũng được hưởng từ 1 tỷ 2 cho đến 2 tỷ. Bình thường. Các bạn giỏi thì các bạn sẽ được như vậy thôi. Nỗ lực. Hướng đi thứ ba, tư duy cho rộng ra. Đừng nghĩ chúng ta sẽ làm việc ở đây. Đừng nghĩ làm việc Quy Nhơn, đừng nghĩ làm việc Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Sai rồi, ra sân bay Tân Sơn Nhất mà nhìn. Cụm cảng hàng không quốc tế á. Cứ chiều thứ sáu, rất nhiều chuyên gia nước ngoài xách cái vali nhỏ, người ta lên máy bay bay về nước của họ. Nước của họ là ai? Philippines, Singapore, Indo, Malay. Bay có 2 tiếng là tới tiếng nhiều. Anh bay rồi anh biết. Và chia sẻ với anh, họ bay về họ chơi với gia đình. Chiều chủ nhật họ bay qua đây và chúng ta thất nghiệp ngay tại sân nhà. Vì chúng ta không cạnh tranh nổi với người nước ngoài. Vui với các bạn, cái này hơi nhục nhưng mà hơi đau rồi. Một thằng Singapore nó ước nó được 1/10 của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó không được. Hai, nó có 5 triệu dân thôi, nhưng GDP nó làm ra 5 triệu dân làm ra GDP cao gấp 16 lần, 90
và chìa khóa tất cả công ty lớn đều nằm ở Singapore. Tất cả quỹ đầu tư lớn đều nằm ở Singapore. Và tôi nói với các bạn là gì ạ? Tư di động ra, các bạn có quyền làm việc ở Đông Nam Á, làm việc toàn cầu. Và hướng đi thứ tư, ngoài nhà nước làm tập đoàn Việt Nam, làm việc nước ngoài, được mang tên khởi nghiệp. Tự mà khởi nghiệp và các bạn sẽ tạo những cơ đồ. Hôm nay có mặt ở đây Bamboo Airways, Trịnh Văn Quyết. Bamboo là tre và tre tượng trưng cho người Việt Nam, thánh chống sức mạnh và quân tử. Bamboo Airways đang bay trên bầu trời gì à? Bầu trời thế giới. Niềm tin nào? Nhìn thẳng vào đoàn Nguyên Đức, cụm từ Hoàng Anh Gia Lai chạy trên cái sân vận động Emirates, giải ngoại hạng Anh số 1 của hành tinh. Nhưng vào câu chuyện của một người rất là đẳng cấp là những người phụ nữ quyền lực, được mang tên là gì? Cô Kiều Liên, bà chủ của gì à? Của gì à? Vinamilk. Nhìn vào cô Dung, người nâng tầm vẻ đẹp phụ nữ lên, đó là gì? Bà chủ của PNC, dòng trang sức PNC. Nhìn vào câu chuyện được mang tên là gì à? Dạ, một người đàn ông nữa rất đẳng cấp, thay đổi rất nhiều hình ảnh bộ mặt của đô thị Việt Nam, được mang tên là gì à? Phạm Nhật Vượng, với những tòa nhà Vincom rất cao, với VinFast, VinSmart, với gì à? Dạ, với câu chuyện là Landmark 81. Landmark thiết kế dựa trên cụm tre, cây tre Landmark 81 là cây tre cao nhất, còn những cây tre khác nữa. Và Trịnh Văn Quyết, xin lỗi là Phạm Nhật Vượng, nói một câu là gì? Cây tre của người Việt Nam phải cho người Việt Nam làm. Công ty nước ngoài trúng thầu chứ không phải công ty Việt Nam. Cô Techcon là công ty xây dựng chỉ có thể xây được 60 tầng thôi, nhưng Landmark 81 là 81 tầng. Và chính người chủ của Việt Nam Phạm Nhật Vượng alo cho hội đồng quản trị Cô Techcon: các anh đón máy bay Maradi đi, tôi muốn các anh sẽ là người nhận trách nhiệm xây tòa nhà Landmark 81 cây tre Việt Nam. Và anh nhắc lại với các bạn, ở đâu đó hướng đi thứ tư, các bạn có quyền làm chủ. Và bốn hướng đi, đem nó vào để đem về, để sau này lựa chọn cho mình hướng đi nào đó là hợp lý. Một đàn pháo tay, món quà thứ tư, bốn hướng đi. Anh mình ơi, sao người ta chọn sai nghề nhiều vậy? Mình ngay thời điểm này anh nói lớp 9 nè, nói lớp 10, 11, 12 nè, nói nhiều bạn ngồi đây nè. Làm ơn đừng có quan tâm câu chuyện thất nghiệp. Thất nghiệp là chuyện của người thất nghiệp. Thất nghiệp nhà nước lo chứ mấy bạn lo. Ok? Bạn lo bạn đi. Thất nghiệp câu chuyện được mang tên là gì? Những đứa dở, những đứa không được doanh nghiệp chọn, những đứa học sai ngành, những đứa học đúng ngành nhưng không nỗ lực, và cuối cùng nó thất nghiệp. Chuyện thất nghiệp của nó. Chuyện tiếp theo, quốc gia nào cũng có người thất nghiệp. Chuyện tiếp theo, Việt Nam tốt những quốc gia thất nghiệp tỷ lệ rất thấp. Và chuyện tiếp theo, cảm ơn những đứa thất nghiệp, cảm ơn tụi bay thất nghiệp để nhường việc làm lại cho tao. Một tràng vỗ tay hiểu cho đúng về thất nghiệp. Ok, không sợ nữa. Tiếp tục, anh dặn các bạn vài điều. Ngay thời điểm này chọn sai nghề vì sao sai? Một, các em chạy theo ngành hot. Anh nói lại một câu, ngành hot là có thật, trường hot là có thật, nhưng doanh nghiệp chỉ tuyển người hot. Lớp 9 thân mến, năm sau 16 các em sẽ dấn thân vào thị trường lao động. Vui với các bạn, anh nói chân tình một câu, nếu các em lựa chọn cái hướng đi ngắn, tầm nhìn ngắn, ok anh Bình ơi, công nhân lương 8 triệu mấy, cử nhân ra trường 5 triệu, em làm công nhân, ok tốt. Nhưng anh cảnh tỉnh các bạn, nhìn vào những nhà máy nó tuyển dụng công nhân lao động phổ thông á, nó ghi một câu gì? Tuyển nhân sự từ 18 tới 30, sau 30 đi đâu? Khôn ra chưa? Sau 30 đi đâu? Ai ở đây có ba mẹ làm công nhân, anh nói thẳng một câu, đừng giận. Công nhân làm việc rất vất vả. Nhiều học trò của anh đi học ban ngày đi làm công nhân, buổi tối đi học liên thông, đi học thêm á. Bạn nói một câu rất chưa xót, thưa thầy, có nhiều ngày em đi làm và về nhà không thấy được ánh nắng mặt trời. Tin hay không thì tùy. Sáng đi rất sớm, 5 giờ mấy lọ mọ đi, vô xí nghiệp làm miệt mài tăng ca tới tối về không thấy ánh nắng mặt trời. Công nhân lao động tay chân rất dễ bị ức hiếp, vì đơn giản bạn không có cái gì hết, bạn chỉ có sức lao động. Em gái anh Bình vẫn đang là công nhân, anh hiểu điều đó. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, sau 30 người ta tại sao lại người ta không tiễn anh Bình? Xin lỗi các bạn, sau 30 bạn làm việc nhiều năm, thâm niên cao, người ta có xu hướng đuổi bạn vì lương bạn cao. Sau 30 sức khỏe các bạn sẽ bắt đầu đi xuống, và chúng tôi cần sức lao động, và họ lại tuyển người trẻ. Và sau 30 nếu ba mẹ các em làm công nhân lao động tay chân, đôi lúc ba mẹ các em sẽ cực kỳ khó khăn. Hai chàng thanh niên là công nhân,
người miền Trung nói thẳng nhau luôn, hình dật. Câu chuyện gì nói thẳng thì nói thẳng, lên mạng mà đọc không cần tin anh. Chiều 27 Tết, câu chuyện rất buồn. Hai chàng thanh niên 27 âm lịch dắt xe máy chở nhau ra đường đi cướp. Và khi cướp và bị công an bắt lại thì hai chàng công nhân nói những câu rất là đau xót. Một, chúng tôi đói quá, chúng tôi bắt buộc phải đi cướp vì rất nhiều ngày chúng tôi không có cái gì mà ăn. Thất nghiệp đó các em, vì không chịu học, không có nghề. Hai, chúng tôi cướp để kỳ vọng mua được một cái vé xe để chúng tôi về quê ăn Tết với gia đình. Đó là câu chuyện xảy ra tại Bình Dương, rất là buồn. Và quay trở lại với các bạn, các em chọn xe nghề, một ngành hot nhưng các em không hot. Hai, các em chọn vì tiền. Anh ghét nhất đứa nào chọn nghề mà đặt cái đồng tiền lên. Anh nó hỏi anh một câu, anh Bình ơi, em muốn trở thành ca sĩ tốt, tại sao em muốn được nhiều tiền? Xin lỗi bạn, bạn bước vào showbiz, gọi như vậy đi, là nghệ thuật, là cống hiến. Còn có được tiền nhiều hay không là do năng lực, nỗ lực, đôi lúc là cái duyên và tổ nghiệp đãi bạn. Còn bạn bước đây gì vào đây chỉ vì tiền, xin lỗi bạn, làm ơn, showbiz không cần những người như vậy. Còn chia sẻ bạn, nhiều người nhìn vào đồng tiền của anh kiếm được từ cái nghề diễn giả. Em muốn làm giống anh Bình vì đơn giản em muốn nhiều tiền. Sao bạn không nhìn những lúc tôi không có tiền? 5 năm tôi đi dạy miễn phí để có được một thương hiệu Quỳnh Anh Bình. 5 năm, năm nào tôi cũng đi dạy kỹ năng ở các trường nào, tôi gom hết tiền tôi đi nói chuyện hướng nghiệp miễn phí. Mà tôi hỗ trợ học sinh, tôi thương học trò. Tôi chọn sai, tôi không muốn học sinh chọn sai nữa. Tôi muốn học sinh tốt lên, còn nó bước vô nghề nó chỉ nghĩ tới tiền. Anh nói một câu, nếu bạn muốn tiền thì bạn đi hỏi người khác, đừng hỏi Quỳnh Anh Bình. Nhiều người chọn nghề vì tiền, đó là cái sai thứ hai. Trong nghề nghiệp, lớp 9 tỉnh táo. Trong nghề nghiệp các em đi chọn nghề là chọn thành công. Thành công với nghề thì tiền nó sẽ tự mò tới. Anh thành công với nghề này, tiền nó tự mò tới, chứ không phải chọn vì tiền. Ở tiếp tục cái sai thứ ba, các bạn rất sai bởi những người xung quanh các bạn. Một, sai do thằng bạn. Anh vẫn nhắc lại, trong nghề nghiệp các bạn thường chọn thằng bạn để tư vấn, trong khi hai đứa anh sợ nhất là hai đứa ngu mà chơi thân với nhau. Anh đã từng chứng kiến những đứa ngu chơi thân với nhau và nó tạo thành một cặp kìa ngu đoàn kết và vững bền. Hai đứa ngu nói chuyện với nhau chán lắm các em. Anh đã từng chứng kiến anh ngồi phía sau nó ngồi phía trước, hai đứa học sinh lớp 9 lớp 12 gì đó không đế nữa. Nó ngồi phía trước lớp 10 gì lại, cái nó lớn lên lớp 9, anh nghĩ từ lớp 9 đến lớp 12. Đứa con trai ngồi kế bên, hai đứa chơi thân. Uống cà phê bên ngoài ngày mưa, bữa đó không làm hướng nghiệp được vì ngày mưa. Quán cà phê, nó bắt mặt ngồi ngoài đường, ngoài bên kia đường. Không phải trường mình nha, anh ngồi phía sau nó không để ý là nó cũng chẳng biết anh. Và chia sẻ với các bạn câu chuyện là gì? Hai đứa có một điều đặc biệt. Thứ nhất, trời mưa bên ngoài lúc phát đẹp lắm, Đông Nam Bộ mưa đẹp lắm. Điều thứ hai, hai ly cà phê tí tách rơi, pha phin á. Điều thứ ba, thầy nó hút thuốc, ba số ăn chơi lớn. Cà phê thì đang nhiễu từng giọt, mưa thì đang rơi bối rối. Và gì, cảm xúc trào dâng mà nó cầm, thằng bên trái cầm điếu thuốc lên, bật lửa, kéo một hơi hà vào hư không. Ê mày, tao thấy vậy. Hôm nay hướng nghiệp, mình không đi là đúng. Nó mắc dạy không? Trong khi đó anh ngồi phía sau nó. Nó nói câu rất là chắc, là gì à? Học đại học cũng thất nghiệp, học cao đẳng cũng thất nghiệp, học trung cấp cũng thất nghiệp, học nghề cũng thất nghiệp, vậy mình học chi mày? Tụi nó nói làm anh nổi da gà luôn em. Nó nói là anh nhớ về quá khứ của anh luôn mà cũng đúng. Bạn đang cái bạn cuối cùng đi làm gì đâu mà đứng cái bên trầm ngâm suy tư vuốt râu nói đùa đó, và cũng cầm điếu thuốc lên đốt lên kéo một hơi phà và hư vô. Và nó quay qua thằng bên trái nó nói một câu đẳng cấp luôn. Ừ, mày nói đúng thì thôi. Và chia sẻ bạn là gì, chọn nghề rất dễ sai vì thằng bạn anh đã từng chứng kiến. Tôi hợp với đi lớp 10, còn mày thằng kia hợp với đi lên học nghề, giờ học nghề giờ học văn hóa phân luận. Nhưng cuối cùng nó nhiều dắt nhau đi học nghề xa xích. Và cuối cùng là gì, những đứa học văn hóa 11, 12 nó giỏi về văn hóa, những đứa học nghề nó giỏi về nghề, nó không giỏi về văn hóa lắm. Ok, và cuối cùng là gì, 5 đứa cùng đi học, sau 3 năm, sau 2 năm chỉ còn đúng 1 đứa thôi, còn 4 thằng còn lại xù 1 em vì nó quá hợp. Và anh cũng là chính là nạn nhân của thằng bạn. Anh rất hận mấy thằng bạn thân. Anh nói đùa lắm, quý nó lắm. Nhưng trong nghề nghiệp, nỗi niềm của Quỳnh Anh Bình cả
thế giới đều biết. Nói đùa đó, mấy đứa biết. Thằng bạn thân tên là Lê Tấn Lộc. Có Lộc không? Có ha. Anh quý Lộc lắm. Lộc à, chúc em hạnh phúc nha. Hồi xưa anh có chương trình phân luồng này đâu, các em mới có đây thôi. Đó, cái phân luồng là hết lớp 9 á, có thể đi học lớp 10 hoặc có thể vừa đi học nghề vừa học văn hóa đó. Đó, tí nữa thì Bình nói và chia sẻ với các em một câu rất là buồn. Buồn ngày nó quay qua hỏi anh, ê Bình, tao mày chơi thân nhau, tao hỏi mày thật lòng tao nha. Hớ, mày sau này mày muốn làm gì? Anh trả lời tao muốn làm giáo viên. Và nó nói một câu đẳng cấp, anh quay Long An nè, nó là mày muốn làm giáo viên mày phải đi học đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ok đúng. Ô, cảm ơn mày Lộc, mày đã khai sáng tao. Hồi xưa không có internet, không có gì hết á. Điều tiếp theo là gì? Ê Bình, mày muốn dạy môn gì? Anh trả lời tao muốn dạy môn lịch sử. Và nó nói một câu rất đẳng cấp, mày muốn dạy lịch sử thì mày phải học môn lịch sử, thi vào ngành lịch sử của đại học sư phạm. Ok, cảm ơn mày Lộc. Và câu thứ ba nó hỏi mà anh đứng người luôn, mày biết làm hồ sơ thi đại học không? Anh trả lời một câu, không. Có biết không mà làm, trước giờ có làm đâu. Nó nói câu, mày đưa hết hồ sơ đây, tao làm giùm mày. Vì đơn giản là vì bản thân, điều thứ hai tao làm xong rồi, tao nộp rồi, cô đồng ý rồi. Và tao làm đúng, tao làm cho mày. Và nó cảm ơn mày Lộc. Đó là tình bạn tuyệt vời. Nó giống như Doraemon. Anh là Seiko. Anh nói đùa đó. Và chia sẻ với các em rất là vui là gì? Nó làm cho anh, nó nộp cho anh luôn và nó tài trợ anh 30.000 lễ phí dự thi. Bản thân. Và đến một ngày rất là đẹp trời, thầy phó trưởng tung mời tất cả lớp trưởng lên văn phòng hiệu trưởng, để văn phòng nhà trường để nhận giấy báo dự thi về phát cho lớp. Anh chạy đầu tiên. Hình như lúc đó có 6 lớp 12, anh là 12A2. Anh chạy lên trển cầm một sắp giấy như này, 45 đứa, lớp anh 45 đứa. Anh không quan tâm 45 đứa, ở lộn 44 đứa, anh chỉ quan tâm anh thôi. Anh tìm cho cố cho ra cái tờ giấy của anh. Và các bạn đã tìm ra rồi, nhìn lên mà trào nước mắt. Một, trường dự thi Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hạnh phúc, cảm ơn mày Lộc. Cảm ơn thầm trong bụng chưa gặp nó mà. Hai, người dự thi Huỳnh Anh Bình. Huỳnh Anh Bình, chính xác, đội lên mày Lộc. Ba, ngành dự thi Trần Văn. Cái khúc này nó dưới nè. Không phải là ngành lịch sử, mà là vô cùng hoành tráng, bốn chữ tâm lý giáo dục. Và anh hết hồn, anh chạy về, nó im lặng. Bài hát hoang mang của Hồ Quỳnh Hương ra đời từ đó. Và sau đó là gì? Em làm tâm lý giáo dục là cái gì? Nó đó là câu tao cũng không biết nữa. Các bạn thân mất dạy vậy chưa? Tại em biết sao mày làm một sao cho tao? Nó đó là câu rất đẳng cấp. Nó nói câu anh thay đổi cuộc đời luôn. Ngành này không ai thi, mày thi chắc mày đậu. Cẩn thận với thằng bạn. Dạ. Đó là website thứ tư, website thứ năm. Dạ, nhiều đứa chọn ngày đây rất yếu đuối, chọn vì con gấu. Tôi hợp với học nghề, con gấu nó bắt tôi lên học lớp 10, 11, 12 để làm gì? Để hai đứa gần nhau tiện thể chăm sóc cho nhau. Anh hỏi một câu đừng giận nha, những người đang yêu nhau ngồi đây. Kiểm tra toàn cái huyện này, có bao nhiêu cặp tình nhân từ cấp 2 đi đến hôn nhân? Nhiều không? Hiểm lắm. Vì sao? Lên môi trường mới, đại học cao đẳng trung cấp hệ phân luồng vậy đó. Gấu nhiều lắm. Gấu của bạn chả xin nhê vậy đó. Gấu chạy đây luôn. Có những con gấu ngoài Bắc nó vô. Gấu Bắc. Có những con gấu dưới biển nó bơi lên. Lòng nước nhem. Có những con gấu trên rừng nó xuống. Cực kỳ nhiều lắm. Nhiều đứa rất mắc nết, gấu mà chơi với cờ họ. Và nhắc lại với các bạn là gì ạ? Có nhiều con gấu cờ họ như sao? Nó làm tối hồi thôi, giờ sao? Em đang cấp 3. Theo không? Không theo đúng không? Sugar, of you, you wrong. Nhớ nhau câu đó. Và lý do rất phổ biến nữa, các em chọn nghề sai vì sao? Vì một cái nhóm chuyên gia được mang tên nhóm chuyên gia chỉ đạo, được mang tên ngọn núi ba mẹ. Chương trình ngày hôm nay, nếu các em về không nói chuyện được với ba mẹ, có một hướng đi thứ hai thì coi như chúng tôi thất bại 50%. Chúng tôi chỉ thành công 50%, đó là hướng nghiệp. Anh Bình phụ trách hướng nghiệp, thầy Bình phụ trách phân luồng. Cho nên chương trình thất bại là do thầy Bình, chứ không phải do anh. Ok, đã mình nói trước với nhau cho nó rõ thầy Bình à. Dạ. Các em phải nói chuyện được với ba mẹ, nhiều người.
lựa chọn nghề vì ba mẹ, vì sao? Ba mẹ yêu thương, ba mẹ sinh ra, ba mẹ là tất cả. Cô gái nhảy xuống lòng hồ, tự giận để lại tâm thư: ba mẹ ơi đừng ép cái ngành mà ba mẹ thích, con có thích. Chàng trai ở Mỹ, người Việt: mẹ là niềm tự hào, bắt con đi học ngành y, đứa con là bác sĩ, làm nhiều năm trong ngành, áp lực không hạnh phúc, về ra tay giết mẹ. Ở Mỹ, lên YouTube mà xem, đừng tin anh Bình. Và muốn nói với các bạn là gì? Có nhiều đứa tội nghiệp lắm các bạn. Nó chọn nghề vì ba mẹ, vì sao? Vì ba mẹ là tất cả. Vì sao? Vì mười mấy năm nay nó có được nói chuyện với ba mẹ đâu. Cái gì nói ba mẹ nói là nó phải nghe. Trước giờ cái gì cũng ba mẹ phải lo. Nào là ăn uống, giặt giũ, quần áo, đi học, thức dậy, mọi thứ ba mẹ đều dặn dò hết. Nhiều lúc ba mẹ ra ngoài đường đi một ngày là lo mấy đứa nhà không có đồ ăn. Và cuối cùng cứ như vậy là cuối cùng làm sao mà cho nghe được. Bây giờ nói chuyện với ba mẹ hướng đi thứ hai, ba mẹ ơi, thứ hai là cái gì? Im re luôn, quéo. Thôi hướng đi thứ nhất đi. Vậy thì thôi chứ làm ăn gì nữa. Và chia sẻ với các bạn là gì ạ? Cô gái rất yêu một cái ngành mà nó không theo ngành truyền thống gia đình. Cô gái lôi ra sau phòng sân khấu. Cô gái nói một câu như là: anh Bình ơi giúp em chuyển khoảng 3 phút rồi. Một, ông nội bà nội của em là bác sĩ. Ừ, anh nghe rồi, tiếp đi em. Ông ngoại bà ngoại của em là bác sĩ. Thì đây dính gì ra đâu. Ba má em đang làm trong bệnh viện. Ok. Tất cả mọi người đều muốn theo bác sĩ. Nhưng một, em không thích bác sĩ. Và thứ hai, em cực kỳ sợ máu. Anh Bình không biết đâu em giấu ba mẹ. Hồi xưa mà em thấy máu trên tivi là em bỏ ăn 3 ngày luôn. Tôi nói đùa, chắc là cái này ngon, ba má mày chắc là tiết kiệm lắm. Thấy máu là bỏ ăn, thấy máu bỏ ăn. Thì ba má mày chỉ cần đem cái màu đỏ ra, thấy máu là mày bỏ ăn, mày đỡ tốn tiền. Nhưng anh Bình ơi, vì chữ hiếu, ông nội bà nội thương yêu lắm, ông ngoại bà ngoại thương yêu lắm, em đâu có một. Và cuối cùng là gì? Nó nỗ lực, em, anh nói câu là: em ơi, bác sĩ thì anh không có ý kiến, nhưng máu mình có thể tập luyện được. Ví dụ mình tập luyện từ cái việc uống xì tim chẳng hạn. Đúng không? Mình bắt yêu cái màu khăn hoàng đỏ, cái gì đó đỡ yêu hết cho anh. Mình bắt đầu là yêu xứ sở bò tót rồi kia, màu đỏ rồi cái đó, ví dụ vậy. Mình cứ màu đỏ là yêu hết cho anh. Và vui bạn là: anh Bình ơi, em nỗ lực lắm, em tập rồi, nhưng mà sao em tập được trên tivi thôi, ở ngoài đời không được. Hỏi sao vậy? Bữa kia em đi học, em chạy xe đạp điện, nói chung là nó mất bình điện, em chỉ đạp thôi. Và anh Bình ơi, trên đường đi học em đi ngang và em gặp một cái tai nạn vô cùng hoành tráng. Ừ, tất cả những cái nạn nhân người ta lôi vô lề đường rồi. Và em sợ lắm, nhưng mà vẫn dùng can đảm em thử, em chạy, em rác, em nhìn xuống mặt đường, em kiếm máu. Em chạy, mà em cán cái máu cái bẹt, em xỉu một cái rạch. Xe cấp cứu tưởng em bị nặng, đưa em đi trước. Đó, câu chuyện rất là buồn. Nhưng đến thời điểm này vui với các bạn, anh cũng chẳng quan tâm cô gái đó. Vì anh không có thời gian kết nối, hồi xưa không có Facebook. Và hứa anh Bình: một, đừng chọn nghề vì tiền. Hai, ngành hot là có thật nhưng các em phải hot. Ba, cẩn thận với thằng bạn, bạn là bạn, mình là mình trong nghề nghiệp. Người yêu giúp mình, yêu thì sẵn sàng chia sẻ, và yêu xa là chuyện bình thường vì tôn trọng nhau để đi đến thành công. Và cuối cùng, điều thứ sáu đó là gì? Hãy vượt qua ngọn núi được mang tên ba mẹ. Và một tràng pháo tay hứa với Bình, cái thông điệp rất rõ như vậy, một tràng pháo tay không chọn xa. Và trước khi đến với phần phân luồng của thầy Bình, anh xin phép tặng các bạn tặng quà. Chứ quà để lên đó làm gì? Ok, anh xin phép được tặng 5 phần quà cho 5